chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến với quyết tâm chống dịch của toàn hệ thống chính trị của người dân và đặc biệt là của lực lượng tuyến đầu chống dịch việt nam đã vượt qua ba đợt bùng phát dịch bệnh phát huy những kinh nghiệm thành công trong cuộc đối phó với đợt dịch bệnh trước cộng với sự hiểu biết năng lực ngày càng cao của nhân viên y tế và năng lực xét nghiệm việt nam đang từng bước kiểm soát được dịch bệnh đồng thời đảm bảo cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Việt Nam chống dịch nhờ kinh nghiệm và sự nghiêm túc quyết liệt chứ không dựa vào sự may mắn bài đăng trên báo điện tử Zin News. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói Việt Nam không chống dịch thành công nhờ may mắn mà do áp dụng các biện pháp hiệu quả quyết liệt. Trong buổi họp báo thường kỳ trực tuyến ngày 24 tháng 6 của Bộ Ngoại giao, một nhà báo nước ngoài trích dẫn bài viết của tờ New York Times ngày 2 tháng 6 trong đó có nội dung coi thành tích chống dịch Covid-19 trong quá khứ của Việt Nam là may mắn. Ngoài ra, bài viết này cho rằng một ổ dịch ở thành phố Hồ Chí Minh được phát hiện ban đầu từ nhóm truyền giáo và sự nổi lên của biến chủng virus mới sẽ đặt dấu chấm hết cho may mắn trong quá khứ của Việt Nam. Bình luận về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói: "Là một người sống và làm việc tại Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua, tôi nghĩ bạn cũng sẽ chia sẻ quan điểm của tôi rằng Nói Việt Nam may mắn trong công tác phòng chống dịch bệnh là hoàn toàn không khách quan. Theo bà Hằng, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, vừa chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam đã có những quyết sách chiến lược và chỉ đạo quyết liệt sáng tạo từ trung ương đến địa phương. Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp kịp thời quyết liệt trong đó có những biện pháp lần đầu được áp dụng trong công tác phòng chống dịch như ngăn chặn sự lây lan từ bên ngoài bằng cách hạn chế nhập cảnh, cách ly tập trung toàn bộ người từ nước ngoài vào Việt Nam, tổ chức khoanh vùng dập dịch, truy vết người tiếp xúc với nguồn bệnh trong phạm vi phù hợp, kiểm soát chặt chẽ người bên trong các khu vực phong tỏa, cách ly những người lây nhiễm và tiếp xúc gần một cách hiệu quả để chủ động phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh bình thường mới. Bộ Y tế đã đưa ra những thông điệp 5K gần đây nhất là 5K cộng vaccine để kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng thực hiện chung sống an toàn với đại dịch. Việt Nam cũng tích cực nghiên cứu áp dụng công nghệ truy vết xét nghiệm, nâng cao kết quả phòng chống dịch bệnh. Với quyết tâm chống dịch của toàn thể hệ thống chính trị của người dân và đặc biệt là của lực lượng tuyến đầu chống dịch, Việt Nam đã vượt qua 3 đợt bùng phát dịch bệnh. Phát huy những kinh nghiệm thành công trong việc đối phó với các đợt dịch bệnh trước, cộng với sự hiểu biết năng lực ngày càng cao của nhân viên y tế và năng lực xét nghiệm, Việt Nam đang từng bước kiểm soát được dịch bệnh, đồng thời đảm bảo cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân, bà Hằng khẳng định. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết hiện Việt Nam đang tích cực triển khai nhanh chóng và hiệu quả chiến lược vaccine và chuẩn bị các đường hướng tốt nhất để xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vaccine trên cả nước theo lộ trình phù hợp, hiệu quả hướng tới miễn dịch cộng đồng. Những kết quả trong công tác phòng chống dịch của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế, WHO và nhiều quốc gia ghi nhận đánh giá cao. Dư luận báo chí kể cả báo chí Mỹ cũng gọi Việt Nam là hình mẫu chống dịch. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói